Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và 72 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, tại phủ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt 100 đại biểu của Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động gặp 100 đồng chí đại diện cho hơn 500.000 thanh niên xung phong cả nước qua các thời kỳ, nhấn mạnh những năm qua Đảng nhà nước luôn quan tâm đến thanh niên xung phong. Chủ tịch nước cho biết nhiều chế độ chính sách được ban hành như công nhận thương binh liệt sĩ, các danh hiệu thi đua khen thưởng, quan tâm đời sống vật chất và tinh thần thanh niên xung phong. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao Hội cựu thanh niên xung phong có nhiều sáng kiến trong việc quan tâm đến các hội viên. Chủ tịch nước cũng đề nghị Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu kịp thời, hướng dẫn cụ thể đầy đủ toàn diện việc chăm lo giải quyết các chế độ chính sách tồn động cho các cựu thanh niên xung phong, đề xuất việc bổ sung sửa đổi các văn bản quy định về giải quyết các chính sách cho thanh niên xung phong trong kháng chiến để sớm được giải quyết.